có lẽ hiệu ứng nhà kính không còn là cụm từ quá xa lạ đối với chúng ta vấn đề hiệu ứng nhà kính là vấn đề cấp thiết và mang tính chất toàn cầu hiện nay nếu không có các biện pháp khắc phục hay giảm thiểu hiệu ứng nhà kính chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới toàn nhân loại đặc biệt là nguy hại đến sự sống con người vậy hiệu ứng nhà kính là gì chúng ta cần làm gì để khắc phục vấn đề nghiêm trọng này cùng sử quán tv tìm hiểu ngay với video sau đây nhé 1. Hiệu ứng nhà kính là gì? Hiệu ứng nhà kính có tên tiếng Anh là greenhouse effect. Đây là hiện tượng không khí của trái đất nóng lên do bức xạ dạ sóng ngắn của mặt trời xuyên qua tầng khí quyển và chiếu xuống mặt đất. Hiệu ứng nhà kính diễn ra khi khí quyển hấp thụ nhiệt từ tia cực quang. Hơi nóng từ mặt trời truyền xuống trái đất bị giữ lại ở tầng đối lưu, tạo ra hiệu ứng nhà kính ở bề mặt trái đất. Cơ cấu hoạt động này không khác nhiều so với một nhà kính do Jean Baptiste Joseph Fourier lần đầu tiên đặt tên vào năm 1824, dùng để chỉ hiệu ứng xảy ra khi năng lượng bức xạ của tia sáng mặt trời xuyên qua các cửa sổ hoặc mái nhà bằng kính, được hấp thụ và phân tán trở lại thành nhiệt lượng cho bầu không gian bên trong, dẫn đến việc sưởi ấm toàn bộ không gian bên trong chứ không phải chỉ ở những chỗ được chiếu sáng. 2. Hiệu ứng nhà kính gồm những loại nào? Hiệu ứng nhà kính bao gồm hai loại là hiệu ứng nhà kính khí quyển và hiệu ứng nhà kính nhân loại. Về hiệu ứng nhà kính khí quyển, các bạn thân mến, các tia bức xạ dạ sóng ngắn của mặt trời xuyên qua bầu khí quyển đến mặt đất và được phản xạ trở lại thành các bức xạ dạ nhiệt sóng dài. Một số phân tử trong bầu khí quyển, trong đó trước hết là dioxit carbon và hơi nước, có thể hấp thụ những bức xạ dạ nhiệt này và thông qua đó giữ hơi ấm lại trong bầu khí quyển. Hàm lượng ngày nay của khí dioxit carbon vào khoảng 0,036% đã đủ để tăng nhiệt độ thêm khoảng 30 độ C. Nếu không có hiệu ứng nhà kính tự nhiên này, nhiệt độ trái đất của chúng ta chỉ vào khoảng âm 15 độ C. Có thể hiểu một cách ngắn gọn như sau, ta biết nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất được quyết định bởi cân bằng giữa năng lượng mặt trời chiếu xuống trái đất và lượng bức xạ nhiệt của mặt đất vào vũ trụ. Lượng nhiệt này làm cho nhiệt độ bầu khí quyển bao quanh trái đất tăng lên. Về hiệu ứng nhà kính nhân loại, các bạn thân mến, từ khoảng 100 năm nay con người tác động mạnh vào sự cân bằng nhạy cảm này giữa hiệu ứng nhà kính tự nhiên và tia bức xạ của mặt trời. Sự thay đổi nồng độ của các khí nhà kính trong vòng 100 năm lại đây đã làm tăng nhiệt độ lên 2 độ C. 3. Nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính, hiệu ứng nhà kính xuất hiện là do sự tăng trưởng mạnh mẽ của các khí nhà kính trong bầu khí quyển, bao gồm như CO2, CFC, CH4, ozone, N2O và thành phần khác. Trong đó khí CO2 còn gọi là khí nhà kính, khí CO2 có vai trò hấp thụ và tạo ra một vòng khí xung quanh trái đất khiến nhiệt độ không khí tăng lên. Lớp khí CO2 này như một tấm kính lớn bao phủ quanh trái đất, làm cho hành tinh của chúng ta không khác gì một nhà kính lớn. Nếu không có tấm kính khổng lồ này, nhiệt độ tại trái đất sẽ luôn luôn âm khoảng 15 độ C, thậm chí lên tới âm 25 độ C. Trên thực tế, nhiệt độ trung bình là 15 độ C, có thể thấy hiệu ứng nhà kính đã làm cho trái đất nóng lên 38 độ C. Khí CFC khí chlorofluorocarbon, các bạn có biết Khí CFC hay chính là khí Chlorofluorocarbon chiếm đến 20% trong cơ cấu các khí gây hiệu ứng nhà kính. CFC là những hóa chất do con người tổng hợp để sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và nó dần dần xâm nhập vào bầu khí quyển. Theo thống kê, năm 1992 khí CFC tăng khoảng 4%. Tính đến năm 2050, CFC có thể là 9 tỷ tấn, khoảng 45% tổng lượng thải CO2, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu đến khí hậu toàn cầu. Khí metan CH4 khí metan có cấu tạo hóa học là CH4. Khí này chiếm 13% trong cơ cấu các khí gây hiệu ứng nhà kính. Theo các nghiên cứu, mỗi phân tử CH4 giữ năng lượng nhiệt gấp đến 21 lần so với phân tử CO2. Tầng ozone, khí ozone có cấu tạo hóa học là O3. Khí này chiếm 8% trong cơ cấu các khí gây hiệu ứng nhà kính. Ozone là thành phần chính của tầng bình lưu. Có đến khoảng 90% khí ozone tập trung ở độ cao từ 19-23 km so với mặt đất. Nó có chức năng bảo vệ sinh quyền do khả năng hấp thụ bức xạ từ ngoại và tỏa nhiệt của phân tử ozone. Theo ước tính, tầng ozone đã suy giảm 5% và số lượng suy giảm ngày càng tăng do phân hủy ozone vượt quá khả năng tái tạo lại. Khi tầng ozone bị phá hủy sẽ làm lượng mưa axit tạo thành khói quang hóa và gây hiệu ứng nhà kính. Khí N2O (nitơ khí N2O) chiếm 5% trong cơ cấu các khí gây hiệu ứng nhà kính. Bạn có biết mỗi phân tử N2O bắt giữ năng lượng nhiệt gấp 270 lần phân tử CO2? Hiện nay, hàm lượng của N2O đang tăng cao trên toàn cầu, khoảng 0,23% tăng hàng năm. Ước tính, có đến 10 triệu tấn oxit nitơ thải ra môi trường mỗi năm. Thành phần khác, ngoài ra, nguyên nhân dẫn đến hiệu ứng nhà kính còn phải kể đến như do khí SO2, SFCF3 và cả hơi nước. Các hoạt động của con người đang khiến những khí này tăng cao, làm phá vỡ kết cấu của tầng ozone và làm giảm nồng độ khí ozone. Các khí nhà kính tăng lên nhanh chóng là do các hoạt động sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất và khai thác cực kỳ mạnh mẽ của con người. Khí thải từ phương tiện giao thông, từ các nhà máy, quá trình phân hủy hoặc đốt chất thải rắn, sử dụng và đốt nhiên liệu hóa thạch, quá trình sản xuất nông nghiệp và công nghiệp khác, vân vân. Điều này làm cho hiệu ứng nhà kính tăng. Từ đó, nhiệt độ không khí cũng sẽ bị cao lên. Theo ước tính của các nhà khoa học, đến nửa thế kỷ sau thì nhiệt độ của trái đất sẽ tăng từ 1,5-4,5 độ C. 4. Hậu quả của hiệu ứng nhà kính đối với trái đất, phần lớn các nhà khoa học ủng hộ giả thuyết cho rằng việc tăng nồng độ các khí nhà kính do loài người gây ra. Hiệu ứng nhà kính nhân loại sẽ làm tăng nhiệt độ trên toàn cầu và như vậy sẽ làm thay đổi khí hậu trong các thập kỷ và thập niên kế đến. Ảnh hưởng đến nguồn nước các nguồn nước, chất lượng và số lượng của nước uống, nước tưới tiêu, nước cho kỹ nghệ và cho các máy phát điện, và sức khỏe của các loài thủy sản có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự thay đổi của các trận mưa rào và bởi sự tăng khí bốc hơi. Mưa tăng có thể gây lụt lội thường xuyên hơn. Khí hậu thay đổi có thể làm đầy các lòng chảo nối với sông ngòi trên thế giới. Ảnh hưởng đến sinh vật sự nóng lên của trái đất sẽ làm thay đổi môi trường sống của các loại sinh vật. Buộc, các loài sinh vật phải thích nghi và đáp ứng với môi trường sống đầy khắc nghiệt này. Tuy nhiên, chúng không thể thích nghi kịp và dần dần biến mất. Nhiệt độ cao hơn tạo điều kiện cho nạn cháy rừng dễ xảy ra hơn. Ảnh hưởng đến con người chính chúng ta đang làm hại chúng ta. Sức khỏe con người đang bị đe dọa nghiêm trọng khi bệnh tật xuất hiện ngày càng nhiều. Nắng nóng, mưa nhiều chính là điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn, vi sinh vật phát triển. Đồng thời, các chất thải, khí thải cũng gia tăng bệnh tật và làm giảm hệ miễn dịch của chúng ta. Ngày nay, số lượng người chết vì nắng nóng kéo dài cũng tăng đáng kể. Xuất hiện hiện tượng băng tan, hiện nay, băng tuyết ở bắc cực và nam cực đang có hiện tượng tan nhanh. Điều này sẽ làm cho lượng nước biển tăng cao và dẫn đến nạn hồng thủy. Trong tương lai, một số quốc gia sẽ không có tên trên bản đồ vì mực nước biển dâng cao. Theo ước tính, năm 2020, trái đất mất 28.000 tỷ tấn băng trong 23 năm qua do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Chỉ tại riêng Hoa Kỳ, mực nước biển dự đoán tăng 50cm vào năm 2100 có thể làm mất đi 5.000 dặm vuông đất khô giáo và 4.000 dặm vuông đất ướt. 5. Các nỗ lực hiện tại để giảm trừ hiệu ứng nhà kính nhân loại. Một trong những cố gắng đầu tiên của nhân loại là việc các quốc gia đã tham gia bàn thảo và tìm cách ký kết một hiệp ước có tên là Nghị định thư Kyoto về cắt giảm các khí thải nhà kính. Trồng thêm nhiều cây xanh. Chắc các bạn đã biết, cây xanh sẽ giúp hấp thụ CO2 thông qua quá trình quang hợp. Từ đó, lượng CO2 khí nhà kính sẽ giảm đáng kể. Hiện nay, chính phủ các nước cũng đang triển khai trồng rừng diện tích lớn. Trong đó có Việt Nam, tiết kiệm điện và nguồn năng lượng. Trong quá trình sản xuất năng lượng điện từ việc đốt các nguyên liệu, nhiên liệu hóa thạch, một lượng lớn khí CO2 được thải ra môi trường. Vì vậy, tiết kiệm năng lượng điện là một cách giảm hiệu ứng nhà kính. Nên sử dụng nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió, mặt trời, tối ưu hóa các phương tiện di chuyển. Các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy là nguyên nhân chính sản sinh ra khí CO2, N2O và khói bụi gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, bạn có thể bảo vệ môi trường bằng cách hạn chế các loại phương tiện này mà thay vào đó là đi xe đạp hoặc đi bộ tích cực tuyên truyền bảo vệ môi trường cần cung cấp kiến thức cho người dân về hiệu ứng nhà kính tầm quan trọng và tác hại của nó đồng thời nâng cao ý thức cũng như trách nhiệm của mỗi người dân vì con người và các loại sinh vật